Xin chào quý khách hàng và các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu bộ đo đầm nén Zolu Ham 3412. Thì bộ đo đầm nén này bao gồm: một, cảm biến sự đầm nén; hai, là bộ xử lý tín hiệu từ cảm biến về; và ba, là mặt hiển thị, nghĩa là đồng hồ hiển thị đầm nén trên mặt hiển thị khi mà tài xế chúng ta vận hành. Rồi, bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu về cảm biến. Đây là cái vị trí mà chúng ta gắn cái cảm biến để đo độ nhảy của trống với đo độ phản lực của cường độ chặt của đất lên cái trống này. Bạn chú ý ở đây. Đó, tín hiệu từ cảm biến này nó sẽ gửi về cái bộ xử lý trung tâm ở bên hộp điện bên kia. Đây là một cái bộ xử lý HCM. Cái bộ này nó sẽ xử lý tín hiệu từ cảm biến đo độ chặt của nền đất và nó đưa tín hiệu lên hiển thị lên đồng hồ trên mặt hiển thị cho thợ vận hành kiểm soát được cái độ chặt của đất. Khi chúng ta lắp bộ cảm biến đầm nén cho xe Lu 3412 thì trên cái mặt hiển thị đồng hồ này thì cái bộ phận đầm nén nó sẽ hiển thị chỗ nào? Đây quý vị, nó sẽ hiển thị ở trên hai cái đồng hồ chính này. Thứ nhất là đồng hồ RMV. Đồng hồ này có chức năng là đo độ phản hồi, độ bật, độ nhảy của trống khi mà quá giới hạn cho phép. Thì cái đồng hồ này nó sẽ màu đỏ, nó sẽ hiển thị lên. Thì quý vị lúc đó là nền chúng ta đã đạt. Và dù nếu rung nữa thì chúng ta không có tác dụng. Cái đồng hồ thứ hai, đồng hồ HMV. Đồng hồ HMV này nó có những giá trị, nó thể hiện cái cường độ đầm nén ở trên mặt hiển thị. Bắt đầu từ 0, 20, 40, 60, 80. Nó sẽ tuyến tính trên cái mặt hiển thị này để cho quý vị các bạn dễ dàng hiểu được. Thì khi lưu dung trên nền thì cái cường độ mà hiển thị độ nén này nó sẽ tương đương với cái giá trị nền các bạn lưu được nén, vật liệu được nén, được vào nén. Khi mà cái giá trị giá trị cường độ này nó ổn định ở một vị trí nhất định thì lúc đó cái độ nén của chúng ta đã đạt cho lu ham. Chúng ta không cần lu thêm nữa khi mà cái kim này đã xác định ổn định ở vị trí. Đó là cái hiển thị của cái cường độ nén tương đương với giá trị nén ở trong vật liệu chúng ta cần nén. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.